Thưa quý vị, các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch khi thành phố nới lỏng thêm nhiều hoạt động. Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành, quận huyện vào cuối giờ chiều qua. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố hiện nay, công tác phòng chống dịch theo chủ trương mới của thành phố quy định tại công văn 7009 đang được các đơn vị địa phương tích cực triển khai, nhất là chuẩn bị đảm bảo điều kiện cho học sinh đi học lại, giám sát chặt chẽ việc hạn chế tiếp xúc các cơ sở kinh doanh, nhất là kinh doanh ăn uống, kiểm soát nghiêm đối với người và phương tiện ra vào thành phố. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến khẳng định, việc mở lại thêm một số hoạt động trên địa bàn đã được thành phố quy định rõ trong công văn 7009. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần bám sát chủ trương này để tổ chức thực hiện thật hiệu quả, với tinh thần tuy thực hiện mục tiêu kép nhưng vẫn phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho sức khỏe của nhân dân. Quan trọng nhất vẫn là cái phần tổ chức thực hiện, và quan trọng nhất vẫn là những cái điều kiện của người dân và điều kiện của doanh nghiệp. Khi chúng ta thực hiện các biện pháp mới ở cấp độ 2 thì nó rất là rõ và rất là chi tiết. Người dân thì phải làm như thế nào, doanh nghiệp, các cơ sở phải làm như thế nào, rồi các đơn vị, sở ngành, địa phương, quận huyện thì phải thực hiện như thế nào thì đã nêu rất là rõ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý các cơ quan thông tin truyền thông của thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương của thành phố trong phòng chống dịch, đồng thời đề nghị ngành y tế cần nhanh chóng có kế hoạch triển khai các hướng dẫn mới của Bộ Y tế trong tình hình hiện nay cho các đơn vị địa phương để thực hiện đồng bộ hiệu quả.